4 lý do bạn nên tham gia một khóa học về thôi miên. Tham gia một khóa học thôi miên mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt đối với người mới, và đây là 4 lý do quan trọng. Thứ nhất, bạn sẽ hiểu đúng về thôi miên. Một khóa học thôi miên cơ bản sẽ giúp bạn hiểu chính xác về bản chất thôi miên là gì, từ đó loại bỏ những hiểu lầm phổ biến và lo ngại về việc mất kiểm soát, và bạn cũng sẽ nắm rõ quá trình cũng như cách thức mà thôi miên hoạt động. Nó không hề thần kỳ mà nó đều dựa trên các kiến thức về khoa học. Thứ hai, bạn hoàn toàn có thể phát triển kỹ năng tự thôi miên. Bạn sẽ học cách tự thôi miên để giúp bản thân thư giãn, tập trung và cải thiện sức khỏe tinh thần. Kỹ năng này hỗ trợ hiệu quả trong việc giảm căng thẳng, tăng cường sự tự tin và loại bỏ các thói quen tiêu cực. Thứ ba, bạn sẽ được tiếp cận một phương pháp trị liệu bổ sung. Thôi miên có thể hỗ trợ trị liệu nhiều khía cạnh trong cuộc sống như giảm đau, kiểm soát cân nặng, cải thiện giấc ngủ và quản lý căng thẳng. Việc tham gia một khóa học bài bản giúp người mới tiếp cận một phương pháp trị liệu bổ sung cho sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Thứ tư, khả năng giúp đỡ người khác. Khi bạn hoàn thành một khóa học thôi miên trị liệu, bạn không chỉ giúp cho cá nhân mà còn trang bị kiến thức để hỗ trợ cho người khác, đặc biệt là những người thân, người bạn bè và người yêu của bạn. Học viên có thể áp dụng kỹ năng này để giúp bạn bè, gia đình vượt qua các vấn đề liên quan đến tâm lý của cuộc sống. Và nếu bạn là một người quan tâm đến thôi miên trị liệu, bạn hãy liên lạc với tôi thông qua tin nhắn hoặc trong phần bình luận để tôi có thể hỗ trợ bạn một cách tốt nhất. Tôi là Hoàng Minh, một nhà thôi miên trị liệu quốc tế có 4 năm kinh nghiệm. Tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn trong khả năng có thể.